Xin chào chị Tuyết Ngân. Thời tiết đất liền Nam Bộ nắng nhiều, vậy còn trên biển thì sao ạ? Có thuận lợi cho bà con đánh bắt hải sản không chị? Dạ vâng, xin chào chị Thiên Nhi và chào quý vị khán giả. Thời tiết trên biển trong những ngày này thì sóng gió cũng êm ả, thuận lợi để cho tàu thuyền vươn khơi. Theo như dự báo thì vùng biển Bình Thuận cho đến Cà Mau thì gió sẽ ổn định ở cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng đãng trên 10 km, sóng cao không quá 1m50, trời nắng. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang thì trời sẽ có gió nhẹ, tầm nhìn xa thoáng đãng và sóng cao không quá 1m, biển êm. Trong những ngày thời tiết tốt như thế này thì bà con có thể tranh thủ để khai thác nghề lưới rê ở hai vùng biển nói trên. Bởi vì theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản thì tại hai vùng biển này sẽ có nhiều ô màu xanh tương ứng với sản lượng khai thác từ 20 đến 70kg trên 1 km lưới. Còn đối với thời tiết trên đất liền thì dự báo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong 7 ngày tới tiếp tục sẽ có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Mưa trái mùa thì gần như là không xuất hiện. Ban đêm thì trời sẽ mát hơn với mức nhiệt từ 23 cho đến 26 độ.